Mô hình nuôi dúi siêu tiết kiệm chi phí, tiết kiệm được cả con giống, rất độc lạ ở Hà Nội. Chăn nuôi dúi có thể là mô hình quen thuộc, được nhiều bà con biết đến, đặc biệt là trong thời gian vài năm trở lại đây, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các trang báo mạng, YouTube. Nhìn chung về mô hình chăn nuôi dúi là một trong những mô hình chăn nuôi tốn ít chi phí nhất và đang là xu hướng chăn nuôi hiện nay do thị hiếu ngày càng tăng lên. Và thức ăn chính là tre, mía, ngô hay cơm trộn bột tre đều là những loại thức ăn dễ kiếm dù ở bất kỳ nơi đâu trên đất nước Việt Nam này với giá thành vô cùng rẻ. Nếu so với chăn nuôi gia súc, gia cầm thông thường thì chi phí thức ăn chiếm phần lớn trong suốt quá trình chăn nuôi. Thậm chí, phải sau khi bán hết lứa thì người chăn nuôi mới có tiền để trả chi phí thức ăn cho chúng. Nhưng tại video này, anh Nguyễn Văn Nhất sẽ tiết lộ cách chăn nuôi con dúi không chỉ tiết kiệm về thức ăn, chuồng nuôi mà còn tiết kiệm cả con giống. Đó là cách nuôi nào mà tiết kiệm được cả con giống? Xin mời quý vị và bà con cùng xem hết video này. Xin chào bà con, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho bà con cách nuôi dúi mốc đại Trung Quốc theo kiểu công nghiệp, làm sao để cho con dúi nó lớn nhanh nhất, phát triển hiệu quả nhất, mang lại kinh tế cho bà con. Đây như trên chỗ trước mặt tôi đây là ô dúi mốc đại Trung Quốc mà tôi đang ghép là 2 đực và 4 cái. Tại sao mà lại ghép 2 đực 4 cái mà lại không ghép 1 đực 1 cái? Bởi vì cái tỷ lệ bây giờ mình ghép theo kiểu công nghiệp, mình ghép 2 đực 4 cái nó sẽ tỷ lệ trúng bầu cao hơn, tỷ lệ sinh sản đẻ sai hơn, mang lại kinh tế cho bà con cao hơn. Như chia sẻ của anh thì chúng ta có thể hiểu được đây là cách chăn nuôi công nghiệp mà trang trại anh đã nhân nuôi ra nhằm nâng cao năng suất chăn nuôi, tiết kiệm chi phí về mọi mặt. Cụ thể, cách chăn nuôi của trang trại anh Nhất như vậy có những khác biệt gì và ưu điểm vượt trội nào so với cách nuôi thông thường? Thì xin mời bà con cùng xem tiếp video. Nếu thấy video hữu ích hay bà con học tập được ít nhất một điều gì đó từ trang trại của anh thì đừng quên nhấn like và chia sẻ video này lên Facebook, Zalo cho mọi người cùng biết. Đầu tiên, phải kể đến một trong những yếu tố quan trọng để chăn nuôi theo kiểu công nghiệp này, đó là giống dúi. Các giống dúi của trang trại anh là dúi thuần chủng, bao gồm dúi mốc đại Trung Quốc và dúi mã đào Thái Lan. Đây là giống dúi khá hiền lành và có thể nuôi nhốt nhiều trong một ô chuồng nuôi, hay chúng có thể sống tập thể mà không hề cắn nhau. Khác hẳn với dúi sừng hay dúi mốc Việt Nam thì không thể làm theo cách này. Anh Nhất cho biết có hai lý do để anh lựa chọn nuôi theo cách công nghiệp này. Thứ nhất là tiết kiệm được vốn đầu tư ban đầu và tiết kiệm được thức ăn nhiều hơn rất nhiều so với cách nuôi thông thường. Có hai lý do để cho tôi lựa chọn cách nuôi công nghiệp. Lý do thứ nhất là nó tiết kiệm được về phần thức ăn. Thứ hai là tiết kiệm được về phần đầu tư, vốn đầu tư. Cách làm chuồng trại cũng đã tiết kiệm được về cả cách làm chuồng trại. Đấy, nguồn thức ăn thì nó sẽ không bị lãng phí, vì khi mình nuôi tập trung thì nó sẽ ra đua nhau nó ăn, nên là sự phát triển của con dúi là nó cũng nhanh hơn. Để ghép được giống dúi mốc đại Trung Quốc này đông như này là vì giống dúi này nó rất hiền đấy, nên mọi người cứ yên tâm, nó sẽ không cắn nhau. Đầu tiên đó là chi phí đầu tư ban đầu về chuồng trại. Khi bà con chăn nuôi theo cách này thì các ô chuồng nuôi vẫn được ghép bằng các tấm gạch men như cách nuôi thông thường, nhưng với diện tích rộng hơn và nuôi được nhiều con hơn như anh Nhất hướng dẫn. Còn cái vấn đề về vật tư làm chuồng, bình thường mọi khi bà con làm một cái ô chuồng chỉ rốt được 1 đến 2 con, sẽ mất khoảng 3 viên rưỡi viên gạch. Đấy, nhưng khi bà con mà làm ô tập trung 1 mét, rộng 1 mét, ngang 1 mét, thì bà con sẽ thấy rằng bà con tiết kiệm được 2 viên gạch. Và diện tích chuồng nuôi của bà con cũng sẽ được tiết kiệm, được đi rất nhiều.
một mét dài một cái ô chuồng nuôi tập trung rộng 1 mét, dài 1 mét. Bà con thường có thể ghép được 4 ô chuồng gạch 50-50, nhưng khi đó bà con chỉ nuôi được từ 4 con cho đến 6 con. Nhưng đây ô chuồng này mình có thể nuôi được rằng từ 12 con. Bà con có thể hình dung đơn giản như hình vẽ trên. Nếu nuôi cách thông thường với mỗi ô 1 con thì với 4 ô chuồng nuôi như trên, bà con chỉ có thể nuôi được tối đa 4 con. Nhưng khi nuôi tập trung thì bà con chỉ cần ghép một ô rộng 1m x 1m, tiết kiệm được 4 viên gạch ngăn cách các ô đó. Như đối với một ô 1m x 1m này, bà con có thể nuôi được tối đa từ 10 đến 12 con như trang trại của anh Nhất, chứ không chỉ là 4 con như cách cũ. Tiếp theo, khi nuôi công nghiệp như thế này, khi nuôi sinh sản thì có thể tiết kiệm được con giống. Nếu như theo cách nuôi sinh sản thông thường thì khi ghép đôi, bà con có thể ghép một đực và một cái vào một ô chuồng nuôi để tiến hành phối giống. Thì theo anh Nhất, cách làm này tỷ lệ đậu thai sẽ không cao, có thể không đậu thai nếu như con đực kém chất lượng. Nhưng nếu ghép đôi theo kiểu công nghiệp, nhốt chung một ô chuồng lớn, có ghép 4 con đực với 6 con cái, thì tỷ lệ đậu thai sẽ cao hơn, bởi các con đực có thể hỗ trợ phối giống nếu chẳng may có một con đực kém chất lượng. Kéo theo cách ghép đôi này, so với cách ghép đôi thông thường thì bà con tiết kiệm được 2 con đực mà quá trình sinh sản của các con cái vẫn bình thường, thậm chí là tốt hơn. Với 2 con đực thì bà con tiết kiệm được một khoản tiền khá lớn để đầu tư thêm con cái hoặc đầu tư vào thức ăn. Cụ thể sẽ được anh Nhất chia sẻ ngay sau đây. Như ở các trang trại đã tư vấn cho bà con với cách nuôi ghép bố mẹ là 1-1, mà so với mình nuôi tập trung thì bà con tính ra ví dụ như tỷ lệ 4-6 chẳng hạn là bà con giảm được 2 con đực. Đấy, bà con ghép 4-6 thì bà con ghép 4 con đực, 6 con cái. Như vậy là bà con tiết kiệm được 2 con đực bố. 2 con đực bố đấy là bà con đã tiết kiệm được được đi 5 đến 6 triệu đồng khi mình ghép bằng thay ra mình ghép tập trung. Với cái số tiền mà bà con để dư được cái tiền mình bớt đỡ phải đầu tư thêm con đực thì bà con lại ngoài lại được đầu tư sang được cái chuồng khác. Đấy, mình lại đầu tư sang được chuồng khác. Đấy, nên bà con nuôi tập trung là hợp lý nhất và nó mang lại hiệu quả kinh tế cao, đẻ sai, lớn nhanh. Đấy, tỷ lệ bầu cao. Nuôi theo kiểu công nghiệp này, riêng về phần vốn đầu tư con giống ban đầu, làm chuồng nuôi bà con tiết kiệm được một khoản khá khá so với cách nuôi thông thường. Không chỉ có vậy, lý do thứ hai như anh Nhất chia sẻ là nuôi dúi công nghiệp sẽ tiết kiệm được thức ăn hơn và tốc độ sinh trưởng của chúng cũng cao hơn so với cách nuôi thông thường. Cái lý do mà tiết kiệm thức ăn, cái tiết kiệm thức ăn ở đây là khi mình cho ăn ngô, bình thường một con mình cho ăn khoảng 20 hạt ngô chẳng hạn. Đấy, kiểu gì trong ngày nó sẽ bị dư thừa 5-7 hạt. Đấy, nhưng khi mình nuôi tập trung này thì mình cho ăn, có thể mình cho ăn giảm bớt đi. Đấy, thì cái độ tỷ lệ thức ăn thừa nó sẽ không còn nữa, vì con khác nó sẽ ăn, khi đua nó đua nhau ăn. Đấy, khi bà con mà nuôi mô hình quy mô lớn thì cái tiết kiệm này nó sẽ là rất lớn. Đúng như vậy, bà con có thể để ý bất kỳ loài vật nuôi nào, nếu nhốt chung được với nhau thì chúng đều tranh giành và đua nhau ăn. Từ đó dẫn đến khả năng tăng trọng của chúng cũng cao hơn khi nhốt riêng lẻ. Lượng thức ăn cũng được tận dụng tối đa. Nếu bà con nuôi nhốt với số lượng lớn thì lượng thức ăn tiết kiệm được đáng kể. Nhưng khẩu phần ăn trong quá trình nuôi dúi công nghiệp này cũng có phần khác biệt so với cách nuôi thông thường. Ngoài những loại thức ăn như ngô, mía, thân cây tre hay tay tre thì bà con cần cho ăn thêm loại thức ăn khác như anh Nhất chia sẻ sau đây để con dúi có khả năng tăng trọng cao nhất. Về cái phần thức ăn của con dúi mốc đại Trung Quốc nuôi theo cách công nghiệp này thì nó chỉ khác mỗi dúi bình thường mình nuôi là mình cho ăn theo kiểu cơm trộn có cám heo sữa. Đấy, và một số thức ăn bổ trợ làm cho con dúi nó tăng trưởng nhanh, phát triển nhanh để mang lại kinh tế cao cho bà con. Đây là thức ăn chính ở trại tôi,
cho ăn, cho rúi ăn, với nuôi theo kiểu tập trung công nghiệp. Đây là thành phần thức ăn cho rúi. Nó bao gồm bột tre, bột đậu tương, cơm nguội và cám heo sữa. Với cái cách nuôi công nghiệp này thì bà con nên đến những cái trang trại mà đang nuôi con giống rúi mốc đại Trung Quốc, nuôi theo cách công nghiệp, thì bà con mua về sẽ nuôi sẽ tốt hơn, hơn là những cái trang trại mà đang nuôi theo kiểu thủ công bình thường. Với khẩu phần ăn và cách chăn nuôi như vậy thì bà con cần tham khảo kỹ hơn và phải đến trực tiếp trang trại của anh có địa chỉ tại Phú Xuyên, Hà Nội để học hỏi về cách chăn nuôi này. Xin chào và hẹn gặp lại bà con ở những video tiếp theo.